trên lối nhỏ đi vào hẻm sâu. Nhà anh đầu xóm, nhà em cuối đường. Ngày ra vào hai đứa gặp nhau, trước lạ sau rồi cũng quen. Quen trong ánh mắt nhưng không dám chào. Trên lối nhỏ anh thường gặp em, tình yêu thầm đến dần theo tháng ngày. Và hôm nào em vắng vào ra, suốt ngày đứng ngồi không yên. Trắng đêm thức trọn anh nghe nhớ thương. Nhiều khi gặp em trên phố, anh muốn chào để làm quen, nhưng ngại em ngoảnh mặt làm ngơ. Thư xanh viết lời thương yêu chân thành, mấy lần anh muốn chào em nhưng sợ không nhận. Bạn bè cười chê, trên lối nhỏ bây giờ quạnh thiếu. Chiều qua cả xóm tiễn em lấy chồng, nhìn theo đoàn xe đón nàng dâu. Ai cũng khen nàng tôn số, đâu hay có người đang nghe xót xa. Trên phố anh muốn chào để làm quen, nhưng ngại em ngoảnh mặt làm ngơ. Thư xanh viết lời thương yêu chân thành, mấy lần anh muốn chào em nhưng sợ không nhận. Bạn bè cười chê, trên lối nhỏ bây giờ quạnh thiếu. Chiều qua cả xóm tiện em lấy chồng, nhìn theo đoàn xe đón nàng dâu. Ai cũng khen nàng tôn số, đâu hay có người đang nghe xót xa. Nhìn theo đoàn xe đón nàng dâu, ai cũng khen nàng tôn số, đâu hay có người đang nghe xót xa. Cảm ơn quý vị. Trước khi mà Huy hát một cái bài mà chủ đề cho Huy, xin chân thành cảm ơn. Trước mắt là cảm ơn toàn thể quý vị đã thương yêu Ma Quốc Huy mà đã đến trong cái live show đầu tiên của Ma Quốc Huy tại đây rất là nhiều. Ma Quốc Huy xin chân thành cảm ơn các cơ quan ban ngành đã tạo điều kiện giấy phép cho Huy được thực hiện cái live show ở đây. Cảm ơn Nhà hát Hòa Bình, cảm ơn công ty Nụ Cười Mới, cảm ơn anh em ban nhạc, cảm ơn các cô chú từ bên hải ngoại mà bay về đây để mà thương Huy, để giúp cho Huy. Bây giờ nhiều quá bất sợ. Cảm ơn hết thì quý vị nhớ là thương Huy đã bỏ qua. Cảm ơn đạo diễn Lâm Lê Dũng. Cảm ơn công ty quảng cáo Đông Lợi Xuân Khánh để thiết kế sân khấu. Cảm ơn âm thanh ánh sáng Ngọc Vũ. Cảm ơn màn hình LED Trần Linh. Cảm ơn nhiều nữa. Nếu mà Huy có quên thì quý vị bỏ qua dùm. Và đặc biệt là cảm ơn nhà tài trợ Anina Trang Quê Niệm đã tài trợ cho Huy. Cảm ơn chị Chi Cà Phê 2O ủng hộ vé cho Huy nhiều lắm. Cảm ơn cô Mỹ, tiệm vàng Kim Lý. Và cảm ơn tất cả mọi người.
Bây giờ xin gửi đến quý vị bài hát của nhạc sĩ Lê Minh viết riêng cho Huy, bài hát mà nói về một cuộc đời của người nghệ sĩ bây giờ đứng ở trước sân khấu, mặc áo quần này cũng khá đẹp, cũng tốn tiền đi mua đồ đèn mà nghìn led tất cả đồ thứ, nhưng mà lát mà bước xong cánh gà thì có những cái sự cô đơn, có những cái sự thiếu thốn, có những cái mà quý vị chắc có vẻ là không biết được. Cho nên nhạc sĩ Lê Minh đã viết riêng cho Huy một bài hát được mang tên là Kiếp Tầm. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát này.